Thưa quý vị, vào ngày 26 tháng Giêng, Bộ Công an Việt Nam đã khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Sự, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Vinashin, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức thuộc Bộ Công an Việt Nam cho biết. Trong một tuyên bố được đưa ra trên trang web chính thức của Bộ này, ông Sự bị buộc tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong việc sử dụng nguồn tiền hơn 105 tỷ đồng của Vinashin gửi vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại dương Ocean Bank để một số cá nhân trong tập đoàn nhận và chiếm đoạt. Những vi phạm cho vay tại Ocean Bank đã khiến hàng chục quan chức phải ra hầu tòa, và lần đầu tiên trong nhiều năm trở lại đây, mức án tử hình được đưa ra đối với cựu quan chức cấp cao, ông Nguyễn Xuân Sơn, giám đốc điều hành của Vinashin. Ông Sơn cũng là cựu chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Nhà nước Petro Việt Nam, nơi ông Sự từng được bổ nhiệm làm phó giám đốc điều hành. Cũng theo hãng Reuters, thì một loạt các vụ bắt giữ các quan chức cao cấp của chính phủ gần đây cho thấy là trình độ quản lý yếu kém và chủ nghĩa gia đình trị trong các công ty nhà nước tại thời điểm mà chính phủ đang đẩy nhanh quá trình tư nhân hóa và đã dẫn đến hành vi lũng đoạn và thao hóa của một số cán bộ đảng. Vào tháng 10 năm 2010, Nguyễn Tấn Dũng đã đích thân bổ nhiệm đàn em thân tín là Nguyễn Ngọc Sự vào ngồi vị trí chóp bu của Vinashin. Với ban chủ tịch hội đồng quản trị của PVN, Vinashin và Ocean Bank, đó là Đinh La Thăng, Nguyễn Ngọc Sự và Hạ Văn Thắm, Nguyễn Tấn Dũng đã thiết lập nên một bộ máy hút tiền khổng lồ. Đinh La Thăng là tư lệnh chuyển tiền từ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN sang Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại dương Ocean Bank. Con số chuyển có lúc lên đến 25.000 tỷ đồng. Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Sự là tư lệnh chuyển tiền từ Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam Vinashin sang Ocean Bank. Và Hà Văn Thắm là tư lệnh chuyển tiền từ Ocean Bank ngược vào túi các đồng chí phe ta qua cái gọi là tiền ngoài lãi suất và trò phá sản. Tổng cộng số tiền chạy ngược từ Ocean Bank vào túi của các quan trong PVN và đàn em doanh nghiệp là 1.500 tỷ đồng. Vào túi băng đảng Vinashin của Nguyễn Ngọc Sự là 105 tỷ đồng. Sau khi xong nhiệm vụ rửa tiền công chảy vào túi riêng, Ocean Bank đã tuyên bố phá sản. 2.000 tỷ đồng mà Ocean Bank thiệt hại đã bốc hơi tan vào không gian giàu có của bộ tứ Dũng, Thăng, Sự, Thắm. Bên cạnh đó, khi Ocean Bank phá sản thì PVN cũng mất theo 800 tỷ đồng mà tư lệnh Đinh La Thăng đã chuyển cho tư lệnh Hà Văn Thắm. PVN thì mất trắng nhưng còn chức lãnh đạo thì không. Vì nhà nước mất trắng nhưng chúng không chọn là chủ trương và mục tiêu của mọi quan chức cầm quyền cộng sản. Vấn đề là ai là kẻ ngồi ghế có cơ hội làm giàu tốt nhất. Tính ra phải có đến hơn 3.600 tỷ đồng được các quan to cộng sản hô biến. Con số này thì 119 tỷ đồng mà Nguyễn Phú Trọng dùng để đem đốt hai khúc củi Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh xem ra là quá nhỏ. Sau khi tuyên án Hà Văn Thắm mức án chung thân vào cuối tháng 9 năm ngoái và chồng vào đầu tư lệnh Đinh La Thăng 13 năm tù và cho con ruồi Trịnh Xuân Thanh làm ma tù cộng sản ngày 22 tháng 1 năm 2018, đến ngày 26 tháng 1, Chính ủy Công an kiêm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra lệnh Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an C46 khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Sự. Tội danh của Nguyễn Ngọc Sự đã được Nguyễn Phú Trọng bỏ vào trong túi đàn em công an, đó là lợi dụng chức vụ quyền hạn trong việc sử dụng nguồn tiền của Vinashin gửi vào Ocean Bank để cùng với đồng bọn chiếm đoạt 105,583 tỷ đồng tiền ngoài lãi suất. Trục tứ quỷ Dũng, Thăng, Sự, Thắm đã bị quỷ chúa bứng hết ba, còn lại là khúc củi Nguyễn Tấn Dũng hôm nay còn trơ trọi một mình. Không còn là câu hỏi có hay không, mà là lúc nào Nguyễn Phú Trọng sẽ cho Nguyễn Tấn Dũng vào lò. Thời điểm có lẽ tùy thuộc vào lệnh của Thiên Triều Bắc Kinh bật đèn xanh cho Tổng Thái Thú Nguyễn Phú Trọng tiến hành bước sau cùng của chiến dịch Hán hóa 100% thành phần lãnh đạo của Đảng Cộng sản Ba Đình. Cũng trong ngày 26 tháng Giêng, trang thông tin điện tử của Chính phủ Việt Nam thông báo chính thức về việc xem xét thi hành kỷ luật đối với các ông Lê Phước Thanh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam; ông Đinh Văn Thu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam; và ông Huỳnh Khánh Toàn, Ủy ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Quảng Nam. Quyết định trên được đưa ra tại kỳ họp
21 và 22 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nhóm họp trong tháng Giêng vừa qua tại Hà Nội. Cũng trong kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đưa ra những xem xét kết quả giám sát đối với Ban Cán sự Đảng của Bộ Giao thông Vận tải liên quan đến việc chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1, các Bộ Công Thương, Khoa học Công nghệ, Kế hoạch Đầu tư, Tài chính và Xây dựng liên quan đến vi phạm xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Petro Việt Nam và sự cố môi trường biển xảy ra tại dự án Formosa Hà Tĩnh. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng xem xét thi hành kỷ luật đối với một số lãnh đạo tỉnh Nghệ An, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và một số cá nhân khác. Khởi tố bắt tạm giam khám xét nhà cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinasin Nguyễn Ngọc Sự. Vào tối ngày 25 tháng 1 năm 2018, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố và khám xét nhà đối với ông Nguyễn Ngọc Sự, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam Vinasin. Theo đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Ngọc Sự về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự. Cùng đó là lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Ngọc Sự cũng được phê chuẩn. Cũng trong tối vào ngày 25 tháng 1 năm 2018, Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an C46 đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt, khám xét tại nhà riêng đối với ông Nguyễn Ngọc Sự theo đúng quy định của pháp luật. Được biết, ông Nguyễn Ngọc Sự từng là Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN. Hồi tháng 10 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1868 QĐ-TTG điều động bổ nhiệm ông Sự sang giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam. Ông Sự đã nhận quyết định nghỉ hưu, thôi vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam vào hồi tháng 8 năm 2017. Vào ngày 3 tháng 8 năm 2010, Bộ Công an đã chính thức bắt giữ Phạm Thanh Bình, 57 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Vinasin về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó một tháng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra thông cáo tố cáo rằng Phạm Thanh Bình đã làm cho Vinasin lỗ 4 tỷ Mỹ Kim. Một tuần sau đó, Nguyễn Tân Dũng ký quyết định đình chỉ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinasin của Phạm Thanh Bình và cử Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, kiêm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinasin. Qua một loạt những diễn tiến nói trên cho thấy là việc bắt giữ và truy tố Phạm Thanh Bình không phải là một sự tình cờ ngẫu nhiên mà đã được sự sắp đặt từ trước. Nhất là tung ra vào lúc Hà Nội đang chuẩn bị danh sách ứng viên Trung ương Đảng cho Đại hội Đảng lần thứ 11 sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 1. Nhiều dư luận cho rằng sự phá sản Vinasin là nhằm tấn công vào trách nhiệm và uy tín của Nguyễn Tân Dũng. Vinasin là một trong số rất ít tập đoàn công nghiệp lớn mà Hà Nội đã bắt chước Trung Quốc cho lập ra từ năm 1996 với mục tiêu làm đầu tàu xây dựng nền công nghiệp Việt Nam. Khởi động từ số vốn non 100 triệu đồng Việt Nam với công nghiệp lạc hậu, Vinasin đã được thổi lên như tập đoàn có khả năng xây dựng nền công nghiệp đóng tàu sánh vai cùng với thế giới. Đặc biệt là từ năm 2006, khi lên làm Thủ tướng, Nguyễn Tân Dũng đã dành rất nhiều vốn ưu đãi cho Tổng Công ty Vinasin để phát triển ngành đóng tàu hầu như có thể cạnh tranh với Nhật và Hàn. Nguyễn Tân Dũng còn vận động Trung ương Đảng khóa 10 trong kỳ họp cuối năm 2007 đưa ra một nghị quyết coi ngành đóng tàu là trọng điểm, là định hướng chiến lược của Đảng trong quá trình công nghiệp hóa. Nghị quyết này còn coi Vinasin là một tập đoàn kinh tế chiến lược của Cộng sản Việt Nam để phát triển kinh tế biển và thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc phòng. Để thực hiện cái gọi là nhiệm vụ chiến lược này, Nguyễn Tân Dũng đã giúp cho Vinasin vay vốn thông qua Bộ Giao thông Vận tải. Ngoài vốn trái phiếu phát hành ra quốc tế là 750 triệu Mỹ Kim dành riêng cho Vinasin, Nguyễn Tân Dũng chỉ thị cho Bộ Giao thông Vận tải đứng ra bảo trợ cho Vinasin phát hành 3 tỷ Mỹ Kim trái phiếu nội địa. Vốn trái phiếu nội địa mà chính quyền bảo trợ là loại trái phiếu phải giải ngân ngay, nhận đủ số tiền đồng thời cũng tính lãi luôn. Nói một cách khác, Nguyễn Tân Dũng đã dành mọi ưu đãi về nguồn vốn nhà nước cho Vinasin để phát triển cái gọi là ngành công nghiệp đóng tàu tại Việt Nam. Tính từ năm 2006 đến cuối năm 2009, Nguyễn Tân Dũng đã chỉ thị đưa cho Vinasin một nguồn vốn lên tới 4 tỷ Mỹ Kim. Với tiền vốn ưu đãi này, Vinasin đã phát triển ào ạt, xây dựng hệ thống các nhà máy lắp ráp động cơ tàu thủy, nhà máy sơn tàu thủy, các khu công nghiệp đóng tàu tại khắp ba miền Trung, Nam và Bắc
với hơn 200 công ty con ra đời. Đó là chưa kể những loại dự án nhiệt điện, thủy điện, xi măng, thép, bảo hiểm, các khu nghỉ mát, triển lãm, v.v. mà tập đoàn Vinasin góp vốn đầu tư. Những dự án phát triển của Vinasin đã báo cáo lên Nguyễn Tấn Dũng, người chịu trách nhiệm cao nhất về sự vận hành của hệ thống tổng công ty mà Hà Nội đã xây dựng hiện nay, như tập đoàn than và khoáng sản, tập đoàn dầu khí, tập đoàn hàng hải, tập đoàn vận tải, tập đoàn xây dựng, v.v. Đương nhiên Nguyễn Tấn Dũng sẽ dựa trên những báo cáo hoành tráng này mà báo cáo lại cho Ban Bí thư, để sau đó báo cáo cho Trung ương Đảng. Chính vì dựa theo những báo cáo của Nguyễn Tấn Dũng, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 11 vào trung tuần tháng 10 năm 2009 vẫn tiếp tục coi ngành đóng tàu là ngành công nghiệp mũi nhọn và tuyên dương Vinasin là tập đoàn công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Chỉ 2 tháng sau khi được tuyên dương, những sự thật về sự lớn mạnh của Vinasin bắt đầu loan truyền trong nội bộ Đảng. Vinasin đang đứng bên bờ vực phá sản vì không có dự án nào mang lại hiệu quả kinh tế. Trước sự phá sản này, từ đầu năm 2010, người ta mới khám phá ra rằng Vinasin không có khả năng đóng tàu thủy như báo chí đã thổi phồng qua các báo cáo của nhà nước. Sau 15 năm đầu tư cho ngành đóng tàu, Vinasin chỉ có thể làm công việc gia công, tức là tất cả máy móc, các bộ phận trong ngoài của tàu đều nhập từ nước ngoài. Vinasin chỉ lắp ráp và sơn lại thành con tàu. Hà Nội gọi đó là công nghiệp đóng tàu. Theo kết luận sơ khởi của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thì Vinasin đã mang nợ khoảng 85.000 tỷ đồng, tức là tương đương với 4 tỷ Mỹ Kim. Trước sự phá sản của Vinasin, Nguyễn Tấn Dũng đã làm 3 việc. Thứ nhất là cách chức Phạm Thanh Bình khỏi trách vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinasin và truy tố ra tòa về tội quản lý yếu kém, làm thất thoát tiền nhà nước. Thứ hai là phanh thây Vinasin làm nhiều mảnh và chuyển giao một số mảnh chưa giải quyết được cho Tập đoàn Dầu khí và Tập đoàn Hàng hải tiếp tục nuôi một thời gian trước khi khai tử. Thứ ba là tiếp tục duy trì Vinasin để kiểm kê tài sản dưới cái gọi là tái phối trí cho qua Đại hội Đảng 11, để vừa giúp duy trì được chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hóa ngành đóng tàu cho Trung ương Đảng, vừa tránh xáo trộn hàng ngũ đảng viên, vì Vinasin hiện có trên 20.000 công nhân viên đang làm việc. Những biện pháp của Nguyễn Tấn Dũng chỉ là đẩy tất cả trách nhiệm cho Phạm Thanh Bình như là một con dê tế thần và phân tán Vinasin thành nhiều mảnh cho tan biến vào hệ thống tập đoàn công nghiệp mà chính Nguyễn Tấn Dũng đã dựng ra. Cách làm của Nguyễn Tấn Dũng không chỉ nhằm chạy trốn trách nhiệm của y trước sự phá sản của Vinasin mà còn bao che cho những tay đàn em dính líu đến Vinasin. Vinasin không thể nào điều hành bởi một mình Phạm Thanh Bình mà là một nhóm người trong hội đồng quản trị do Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm. Do đó, việc phá sản Vinasin không thể nào chỉ là trách nhiệm của riêng Phạm Thanh Bình. Ngoài ra, trong mối quan hệ giữa Đảng và các tổ chức kinh tế xã hội, thì Phạm Thanh Bình tuy là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vinasin, nhưng lại chịu hai tròng áp bức. Một là từ phía Nguyễn Tấn Dũng qua Bộ Giao thông Vận tải về phương diện kinh doanh. Hai là Trương Tấn Sang qua hệ thống Ban Bí thư, vì Phạm Thanh Bình là Bí thư Đảng bộ Vinasin. Chắc chắn cả Nguyễn Tấn Dũng và Trương Tấn Sang đều biết rõ sự phá sản của Vinasin từ hơn một năm trước, không cần phải chờ những báo cáo của Phạm Thanh Bình để kết luận. Thế nhưng cả Dũng lẫn Sang đều ém nhẹm vụ phá sản này đối với Trung ương Đảng cho đến cuối năm 2009. Câu hỏi đặt ra là tại sao vụ phá sản Vinasin lại xảy ra trong dư luận, đúng vào lúc các đảng bộ cấp Trung ương bầu cử bí thư và chuẩn bị nhân sự cho ứng viên Trung ương Đảng. Nhiều dư luận cho rằng, chính phe Trương Tấn Sang đã bày vẽ cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương mà Nguyễn Văn Chi, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra lại là đàn em của Sang nằm trong Ban Bí thư, tiết lộ vụ vỡ nợ của Vinasin để quy trách nhiệm cho Nguyễn Tấn Dũng và những đàn em của Dũng. Trương Tấn Sang tin chắc là với vụ phá sản lên đến 4 tỷ Mỹ Kim của Vinasin, Trung ương Đảng sẽ không thể im lặng mà phải lên tiếng về trách nhiệm chỉ đạo của Nguyễn Tấn Dũng với Vinasin. Chỉ cần sự phê phán này của Trung ương Đảng, Nguyễn Tấn Dũng sẽ bị yếu thế, trong khi Sang có thêm triển vọng được bầu vào chức Tổng Bí thư. Tóm lại, vụ vỡ nợ của tập đoàn Vinasin là hậu quả tất nhiên trong hệ thống cai trị độc tài, bưng bít và bao che của Hà Nội. Tuy nhiên, vụ vỡ nợ này chắc chắn phải có ít nhiều sự chỉ đạo ngầm của Trương Tấn Sang để phá hoại uy tín của Nguyễn Tấn Dũng, sau khi Dũng đã vung tay quá trán về chiến lược công nghiệp hóa ngành đóng tàu, được xây dựng trên sự tham lam và ngu dốt của đàn em.